Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật Nam Mô A Di Đạo Phật Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Quyết chi một đời Vạn sanh cực lạc quốc Học đến tập 59 Những Đức đọc một công đoạn kinh văn để chúng ta học tập và hôm nay mình đọc những lời nguyện trong bốn mươi tám lời nguyện mỗi một lời nguyện để chúng ta học tập khi chúng ta đọc những lời nguyện này để học tập thì quý vị để ý rằng nhà đức phật ấy, di đà phát lên mỗi một lời nguyện đều là vì chúng sanh mà phát lời nguyện chúng ta cũng nên niệm niệm vì chúng sanh mà phát nguyện quý vị tròn nguyện xưa thành quả phật à, đức phật a di đà trải qua nhiều đại a tăng kỳ kiếp thực hành hạnh bồ tát không nề mọi sự gian khổ từ trong tay Ngài thường hóa hiện ra đủ các loại y phục, thức ăn, âm nhạc cho đến những thứ thiết yếu nhất để bố thí ban cho tất cả chúng sanh, khiến cho hết thảy đều được vui mừng, quan hỷ. Ngài phát tâm Bồ Đề đã trải qua vô số trăm ngàn vạn ức kiếp mới được thành tựu 48 lời đại nguyện đã phát khởi trước đây rồi chứng đắc quả vị Phật. Cho nên vô số chúng sanh trong mười phương chỉ cần một niệm quy y liền được vãng sanh về cõi nước của Ngài. Khi chúng ta đọc những con đoạn này trong Kinh Văn thì mình biết sự thành tựu của chư Phật vị nào cũng có lời nguyện rất là rộng lớn riêng đức Phật A Di Đà này thì mười phương chư Phật đều tán tháng, tháng ngài. Tại vì là nguyện của ngài rộng lớn chùm khắp tận hư không khắp pháp giới, chùm hết tất cả các nguyện của chư Phật phát nguyện. Nguyện thù thắng nhất là ngài dùng danh hiệu của ngài để tiếp dẫn chúng sanh mười phương gấp pháp giới dù là chúng sanh này niệm danh hiệu của ngài vẫn còn nghiệp nhưng ngài cũng có thể tiếp dẫn gọi là đớ nghiệp giảng sanh còn mười phương chư phật tất cả chúng sanh niệm danh hiệu của các vị phật ngoài danh hiệu đức phật a di đà thì niệm phải tiêu nghiệp sạch sành sanh mà được giải thoát chỉ đúng ngay danh hiệu của đức phật a di đà dù là lúc trước chúng ta có tạo nghiệp nặng nề cỡ nào hôm nay chúng ta niệm danh hiệu của ngài thì không tính về cái nghiệp tạo lúc trước mà tính từ bây giờ khi phát tâm niệm danh hiệu của ngài gọi là tính nguyện trì danh để cầu sanh cực lạc thì từ hôm nay chí thành mà niệm danh hiệu của Ngài Khi mệnh chung bất cứ lúc nào Thì Ngài sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh Đó về thế giới cực lạc Đây gọi là Đại nguyện thù thắng Mà mười phương chư Phật đều tán thán Đại nguyện thứ nhất Sau khi ta thành Phật Nguyện trong cõi nước của ta Tránh khỏi ba đường ác Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Cho đến không có cả các loài trùng bọ biết bò biết bay biết động đại đây là lời nguyện thứ nhất mà trong quyển của ngài chu an sĩ ngài kết tập 48 lời nguyện mà chúng ta sẽ đọc từng lời nguyện để học tập Mà mỗi một lời nguyện rất rõ ràng, ngắn gọn còn những đoạn kinh văn chúng ta tụng đọc Thì mấy lời nguyện chấp vào thành một nguyện Rồi để bên dưới đây là nguyện thứ nhất, thứ hai, thứ ba Thành ra một nguyện để chúng ta đọc tụng Còn trong quyển sách là Khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ của tiên sinh Chu An Sĩ thì từng là nguyện, từng là nguyện, từng là nguyện Thành ra 48 là nguyện Nên những đức đọc mỗi một lời nguyện này để chúng ta học tập Quý vị nghe Đức Phật A Di Đà Ngài phát nguyện Khi Ngài thành Phật thì Ngài nguyện Trong cõi nước của Ngài Chúng sanh khi Sanh về cái quốc độ của Ngài Thì không có bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ và xúc sanh và trong cái quốc độ của Ngài không có tất cả những loài côn trùng Những loài động vật bị đỏ và khổ đau Cũng như ở cõi chúng ta Hiện tại chúng ta đang sanh vào cõi ta bà này quý vị, vị coi riêng loài người chúng ta thì chúng ta nhìn thấy bao nhiêu loài Chúng sanh như kiến, như gùi, như mũi, như bọ Như chuột, như gián Đủ thứ loài khổ hơn mình nhiều lắm cũng như trong lúc này những đứa thấy có nhiều loài mọt rất là nhiều có khi mà mình ngủ tới sáng mình thấy nào là trong nhà vệ sinh rồi trong nước nó té trong nó chết mình nhìn thấy những loài chúng sanh này khổ quá rồi có khi quý vị thấy trong đống phân Bao nhiêu là con vật nằm lúc nhúc trong đống phân Còn khi quý vị coi trong nhà vệ sinh Hầm cầu Bao nhiêu con trùng Bao nhiêu là loài động vật nằm trong đó Đây gọi là súc sanh Mà ở quốc độ chúng ta Là khỏi ta bà này Là có địa ngục ngạ quỷ súc sanh Chúng ta là khỏi người Rồi có khỏi trời có cõi A Tu La cộng lại trở thành lục đạo luân hồi mà chúng ta là nằm ở cõi người còn nghe được Phật pháp chúng ta còn tu đạo được còn nếu như chúng ta sanh trong loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì quý vị suy nghĩ cũng có chư Phật Bồ Tát thị hiện trong cảnh giới đó để độ chúng sanh nhưng mà quá khổ đau rồi không đủ trí tuệ làm sao tiếp nhận được Phật Pháp quý vị Nên Đức Phật A Di Đà phát tâm đại từ đại bi Ngài phát lời nguyện rằng Khi chúng sanh ở mười phương sanh về cái quốc độ của Ngài Thì họ không bao giờ bị trầm lưng đỏ lạc trong ba đường ác nữa và cái quốc độ thế giới cực lạc không có tất cả những xúc sanh mà chịu khổ đọa trong cõi đó còn riêng ở đây thì chắc chắn là có rất nhiều súc sanh ở cái quốc độ chúng ta đang sống. Nên khi mà chúng ta nghe những lời nguyện này, mình mến mộ thế giới cực lạc, mình chí thành niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đây là một quốc độ rất tốt mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng thế giới cực lạc an vui vui chẳng thể nghĩ bàn. Còn cái cõi chúng ta đang sống thì Đức Phật nói rằng là khổ, khổ không thể nào nói hết. Mà chúng ta sống cái bị để ý đi, quá khổ. Bao nhiêu cái nhân để mà chúng ta tạo nghiệp. Mỗi ngày nó cứ là cấu kết thêm cái tâm sân hận. Vì cái cảnh mà sân hận làm cái nhân để chúng ta mà phát triển cái việc sân hận của chúng ta nó nhăn rộng ra thêm quý vị để ý sống trong chùa hay sống ngoài đời quý vị đều thấy cái cảnh sân hận mà sân hận là nhân chiêu cảm cái quả báo trong địa ngục rồi bao nhiêu cái việc để chúng ta phát triển cái tâm tham à cũng như mà mình sống bây giờ mình tranh giành hơn thua là tham mà cái nhân tham này rất nhiều Để chúng ta phát triển cái tâm tham Mà tham là nhân Nó chỗ thành cái quả Là trong Lòi ngạo quỷ Rồi mình không biết tránh tà Mình làm điều sai quấy Đây là cái nhân của ngu si Chiêu cảm cái quả báo là lòi xúc sanh Nên ở cái cõi ta bà này Cái nhân địa ngục ngạo quỷ xúc sanh Của chúng ta thì rất là dễ tạo còn thế giới cực lạc thì không có cái nhân này và không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì, không có người tham sân si. Toàn là bậc thượng thiện hội tụ một nơi giúp đỡ nhau tu đạo. Và tuổi thọ có họ dài như Đức Phật A Di Đà. Khi chúng ta được sanh về thế giới cực lạc thì năng lực của chúng ta cũng giống như Đức Phật A Di Đà và tuổi thọ cũng như Đức Phật A Di Đà, trí tuệ cũng như Đức Phật A Di Đà. Dù là sanh vào cái phẩm vị thấp nhất Chúng ta cũng là tuổi thọ vô lượng Nên cứ là tu hành tiến tu Đến khi thành Phật Không còn bị thối chuyển nữa Nên thế giới cực lạc đặc biệt như vậy Đây là lời nguyện Của Đức Phật A Di Đà Còn hành Bồ Tát Đạo Ngài đã phát lên 48 lời nguyện này Mỗi một lời nguyện viên mãn Vì Ngài đã thành Phật rồi Nên khi chúng ta đọc những lời nguyện này thì chúng ta phát tâm trí thành niệm phật để quyết chí đời này phải vãng sanh về thế giới cực lạc. Đây là nguyện thứ nhất. Đại nguyện thứ nhì. Sau khi ta thành phật, nguyện trong cõi nước của ta không có nữ giới. Tất cả chư thiên, loài người cho đến các loài trùng bọ biết bò, biết bay, biết động đại trong vô số thế giới khác nếu được sinh về cõi nước của ta đều sẽ quá sinh từ hoa sen quý trong hồ nước bằng bảy báo thế giới cực lạc không có người nữ nếu như tất cả những người nữ nghe được 48 lời nguyện nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà phát tâm tinh trí thành niệm hay tất cả những loài động vật như chim chóc vồ câu chuột dáng tất cả những loài động vật chỉ cần nghe được danh hiệu đức phật a di đà mà trí thành phát tâm chịu niệm cầu sanh về thế giới cực lạc thì tất cả những chúng sanh ở tha phương và tất cả những người nữ khi niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà có đầy đủ tính nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về thế giới cực lạc thì tướng không còn là người nữ mà là tướng trượng phu vì thế giới cực lạc không có nữ giới và không có những loài chúng sanh này nên chúng ta khi mà biết niệm Phật chúng ta gặp một cái ổ kiến hay một loài súc sanh nào chúng ta chấp tay chúng ta quy y để kết duyên đọc ba lần quy y phật không đọa địa ngục quy y pháp không đọa ngạo quỷ quy y tăng không đọa bàn sanh xong chúng ta niệm mười câu phật hiệu cho chúng sanh này nghe đó gọi là kết duyên thí dụ như trong chùa mình những đức để máy niệm phật khắp nơi nơi tất cả những chúng sanh chỉ cần sanh đến ở cái nơi mảnh đất giả Lam này thì tức khắc sẽ nghe được câu Phật hiệu và khi ở trong mảnh đất giả Lam này khi chết thì là chết trong câu Phật hiệu nếu như những chúng sanh đó có nhân duyên mà chịu niệm Phật thì trong lúc gần chết cũng như là được hộ niệm mà nếu như chúng sanh đó chỉ cần niệm được từ một niệm A Di Đà Phật cho đến 10 niệm A Di Đà Phật thì tức khắc Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh để về thế giới cực lạc mà về thế giới cực lạc thì chúng sanh nào khi sanh về thế giới cực lạc cũng là sanh từ hoa sen sanh ra quý vị phải nhớ rằng là loài người chúng ta hay là cõi chờ hay là khỏi A Tu La hay là trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh chỉ cần nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà niệm danh hiệu của Ngài được sanh về thế giới cực lạc Đều là sanh từ hoa sen sanh ra Khi từ trong hoa sen sanh ra Thì tức khắc sẽ có tướng dạng của 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Iran Đức Phật A-di-đà Không có thân người nữ Mà toàn là thân trượng phù Đây là ở thế giới cực lạc Đây là nguyện thứ nhì Mà Đức Phật A Di Đà lúc còn hành Bồ Tát đạo đã phát lên những lời nguyện này. Chúng ta khi nghe mình phát lòng tin, đây gọi là đại nguyện thù thắng mà còn gọi là phát đại thể nguyện. Mỗi một lời nguyện này, quý vị nghe đều là niệm niệm vì chúng sanh. Câu đầu thì ngài nguyện khi ngài thành Phật, những câu sau đều là lợi ích cho chúng sanh ở mười phương khắp pháp giới. Chúng ta đọc những lời nguyện này để học tập Để mỗi một người chúng ta khi biết Phật Pháp Mà phát tâm tu Đừng có cái tâm ích kỷ nhỏ mọn gì mình Nên quý vị biết rằng là có những người tu rất là siêng năng Mà vì sao Cái tu của họ không tiến Là vì niệm niệm của họ Họ phát là vì cá nhân của mình quá Siêng tu cũng vì cá nhân mình Cầu giảng sanh cũng vì cá nhân mình Mỗi ngày họ niệm Phật cầu giảng sanh Trong lòng của họ nghĩ cái cõi ta bà này khổ quá Nên mau mau Để mà về thế giới cực lạc đi Hoặc là bây giờ Họ niệm Phật mà họ có suy nghĩ rằng Sợ mai mốt ở đây à, Bỏ câu Phật hiệu Nên bây giờ cố gắng siêng năng tinh tấn mà niệm Để lỡ mai mốt ở đây thối tâm bồ đề Không niệm Phật nữa thì sao Vậy thì câu Phật hiệu của bạn không có đủ tính nguyện để niệm Để mà cầu sanh cực lạc rồi Thất bại rồi mình là người niệm ai với Đà Phật Mình trí thành, mình nguyện rằng Dù là gặp cảnh ngộ gì đi chăng nữa Con cũng niệm ai với Đà Phật Dù cho có trở ngại việc gì đi chăng nữa Con cũng không bao giờ Bỏ câu Phật hiệu mà con quyết chí Cả cuộc đời của con từ hôm nay Sẽ niệm danh hiệu Đức Phật Ai Di Đà Quyết chí dù gặp cảnh ngộ gì Con cũng chỉ có một cái nguyện Là cầu sanh về thế giới cực lạc mà thôi Đây là chúng ta Có tích nguyện vững chắc để niệm Ai Di Đà Phật Mà chư tổ sư nói rằng người niệm phật được giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không phẩm vị cao hay thấp là tính vào việc niệm phật nhìn thấu quân xuống sâu hay cạn nhưng bây giờ chúng ta niệm phật cầu sanh cực lạc mà mình sợ mai mốt lỡ mà mình tu giữa chừng đây mình bỏ đạo hoặc là bước bước nào thì hay bước nấy chứ bây giờ cũng chưa nói trước nữa tu thấy cái hồi cũng không dễ tu giữa chừng đây không biết kiên trì có nổi hay không Vậy thì cái tâm bạn phát lên nó không chắc chắn rồi Câu vật hiệu này niệm gọi là không đủ tính nguyện rồi Nên gọi là nếu chúng ta hiểu Về cái cõi ta bà này không thật và nhiều sự khổ đau Và chúng ta tin Đức bổn Sư Thích Ca mâu Ni giới thiệu thế giới cực lạc tốt Vui vui chẳng thể nghĩ bàn Thì nhất định chúng ta dù là Đời này có gặp sự cố gì cũng sẽ nắm câu Ai Di Đà Phật Và quyết chí niệm Ai Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc và đủ duyên gặp tất cả chúng sanh hữu duyên Đều là khuyên họ niệm Phật để cầu sanh cực lạc Vì chúng ta phiên họ là đang phiên mình Phải nhớ Cái tâm đó, đó là niệm niệm gì chúng sanh Và ta thành tựu con đường giảng sanh Không phải là để thoát khổ cõi ta bà Để về thế giới cực lạc an vui Mà chúng ta vì tất cả chúng sanh khổ đau nhiều quá Mà hiện tại chúng ta muốn giúp họ Chúng ta giúp không được Bây giờ chúng ta quyết tâm chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc vì về thế giới cực lạc, chúng ta nương vào cái nguyện của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta mới đi tha phương pháp giới để mà độ chúng sanh được, nên chúng ta phải quyết chí giảng sanh về thế giới cực lạc là vì chúng sanh mà chúng ta giảng sanh, vì chúng sanh mà chúng ta phải thành Phật như vậy thì chúng ta mới gọi là phát nguyện rộng lớn Niệm câu ai với Đà Phật này nhất định sẽ tương ưng Và quý vị ti bây giờ chưa giảng sanh Nhưng mỗi ngày sống rất an lạc Vì sao? Vì niệm niệm gì chúng sanh mà gọi là tùy duyên Để mà giúp chúng sanh Đặc biệt thì quý vị Mỗi một lời nguyện này chúng ta đọc học tập Thì cái tâm của mình Nó sẽ phát tâm rộng lớn ra Cũng như là Đức Phật A Di Đà hành Bồ Tát Đạo Ngài phát mỗi một lời nguyện Là vì chúng sanh như đó quý vị Đại nguyện thứ ba Sau khi ta thành Phật Nguyện chúng sanh trong cõi nước của ta Khi muốn ăn liền có trăm vị ngon lạ Tự nhiên hiện ra Trong bát quý bằng bãi báo Sau khi ăn xong thì bác ấy tự nhiên biến mất Quý vị nghe phải là rõ ràng mỗi một lời nguyện Điều gì chúng sanh hoàn toàn không quý vị Bây giờ chúng ta coi ở cái quốc độ này chúng ta sống nè Cả cuộc đời Có nhiều người chúng ta là gì Cơm ăn áo bận Vì danh lợ Mà cả cuộc đời mình lo không xong đó quý vị Quý vị coi một ngày của mình Quay quằn công việc Rồi lay quay cái tới giờ đói đi kiếm ăn có khi bài ra nấu ăn mất bao nhiêu thời gian rồi ăn xong thì để lại một đống chén bát thao nồi chảo dơ ăn xong phải dọn dẹp và rửa quý vị coi một ngày chúng ta bao nhiêu tiếng đồng hồ mà mất cái thời gian nấu ăn dọn dẹp còn nếu như mà chúng ta đi đến quán xá để ăn thì mình cũng cực khổ kiếm tiền để mà mua thức ăn Rồi những con người buôn bán này họ Phải mất rất nhiều thời gian để mà nấu ăn Để bán rồi dọn dẹp Có khi cả đời của họ Vì một công việc kiếm cuộc sống này Mà họ không có thời gian tu hành gì hết cái vị nghe Có nhiều người người ta nói rằng là Con muốn tu mà không có thời gian nào để tu Vì nghe rất rõ ràng từ nơi đó mà Đức Phật A-di-đà Ngài biết được Cái tâm lý của chúng sanh Ở mười phương khắp Pháp giới Cả cuộc đời vì cái ăn Cái bặn mà khổ Cả cuộc đời vì cái danh Cái lợi mà khổ Nên nói, Ngài phát lời nguyện Sau khi Ngài thành Phật thì Nguyện chúng sanh trong cõi nước Của Ngài khi muốn ăn Liền có trăm vị ngon lạ Tự nhiên Hiện trong bát Quý bằng bãi báo. Muốn ăn là tự nhiên thức ăn có, mà đại lão và thượng tình không ngày giảng thiết này nói rằng là ở thế giới cực lạc những cái phẩm vị mà chúng ta giảng sanh thấp nhất chúng ta còn giọng cảnh. Vì sống ở cái cõi ta bà nó đã nhiều đời nhiều kiếp cái chủng tử của cái nhân ăn ngủ ở nhà nó nhiều đời nhiều kiếp nó gieo trong cái a à, lại gia thức chúng ta nó dày quá nên khi chúng ta mà được đớ nghiệp giảng sanh về thế giới cực lạc có khi nó vọng cảnh lên một chút thôi nghĩ đến cái chuyện ăn thì tức khắc sẽ có thức ăn đến mà thức ăn này ở thế giới cực lạc không phải như thức ăn ở cái cõi ta bà chúng ta mà chúng ta bưng cái chén rồi chúng ta ăn đâu không phải. Mà tất cả những chúng sanh đớ nghiệp giảng sanh ở thế giới cực lạc khi ăn là chỉ ngửi hương vị mà tất cả những cái hương vị của thức ăn ở thế giới cực lạc là giúp cho chúng ta tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng đạo tâm. Và khi dùng những thức ăn này thì tâm tư an lạc, có cái pháp vị tâm tư rất nhẹ nhàng và an lạc. Có nghĩa là nghĩ đến cái chuyện ăn là tự nhiên thức ăn đến nhiều gì đó. Mà tất cả chén bát được bằng bãi báo quý giá. Mà Đại Lão Hòa à, Thượng Tịnh Không ngày thí dụ như một nhà vua một trăm món thức ăn. Chén bát của nhà vua ăn là bằng bảy báo. Thì thí dụ nhà vua là sang trọng nhất rồi đó. Mà chúng ta được sanh về thế giới cực lạc là Sự ăn của chúng ta cũng như là nhà vua đó là sang trọng nhất. Rồi ăn xong thì bác ấy tự nhiên biến mất, có nghĩa là không cần bận tâm phiền phức gì hết. Hoàn toàn chúng ta có thời gian nghe pháp niệm Phật, tu đạo chỉ có tiếng không lùi ở thế giới cực lạc đặc biệt gì đó thế vị coi Dùng thức ăn thì gọi là Ngửi hương vị chứ đâu phải là Bỏ thức ăn vô miệng để mà mình nhai 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 nhai, nhai Mình nuốt vô bụng Nếu mà nhai nhai nhai, nhai mà nuốt vô bụng Thì chắc chắn rằng là chúng ta Ở thế giới cực lạc cũng như cái quốc độ của mình Ăn xong rồi phải đi tiểu đi cầu nữa hả Nên ở thế giới cực lạc á, Là chúng ta chỉ ngửi hương vị Vì cái thân chúng ta là từ hoa sen sanh ra nên nó đâu phải là tinh cha quyết mẹ như là chúng ta cái sanh về khỏi tá bà từ nơi đó cái việc mà nghĩ vậy ăn có thức ăn nhưng mà đây chỉ là ngửi hương vị để tăng trưởng cái đạo tâm tu hành của chúng ta thế giới cực lạc đặc biệt như vậy không có bận tâm phiền phức bất cứ một việc gì mà lo cho một ngày lộn xộn lu bu như ở cõi ta bà này nên nó coi ở đây tu hành Sự tiến vô cùng là khó Thối chuyển thì rất là nhiều Ở thế giới cực lạc thì chỉ có tiếng không bao giờ lùi Chỉ có tiếng không bao giờ lùi Vì sao? Vì Đức Phật A Di Đà Ngài đã tu hạnh Bồ Tát Ngài đã biết mười phương chúng sanh đang cần cái gì, cái gì, cái gì, cái gì Ngài tu để phát ra những cái nguyện tinh hoa nhất Tốt đẹp nhất để mà tạo thành cái quốc độ an lạc cho chúng sanh ở mười phương khắp pháp giới khi sanh về quốc độ của ngài là chỉ có tiếng tu không bao giờ thối chuyện đặc biệt như vậy nên mới nói là phát đại thể nguyện mà lời nguyện của ngài là mười phương chúng sanh đều tán thán mà thế giới cực lạc là một thế giới cực kỳ an lạc cực kỳ tốt đẹp quý vị nghe ba lời nguyện rồi đó Chúng ta đọc thêm một lời nguyện nữa Học tập Thì hết thời gian Đại nguyện thứ tư Sau khi ta thành Phật Chúng sanh trong cõi nước của ta Khi cần đến y phục Thì vừa nghĩ đến Liền có ngay đúng như ý muốn Không bao giờ phải cần đến những việc cắt mai nhộm sữa. Các vị thấy không? nghe những chỗ này quá gần gũi với phàm phu chúng ta có khi mà lúc trước ngoài đời chưa đi tu tới dịp tết rồi mà muốn mua mấy bộ đồ để mà bận tết thôi vậy mà có khi làm cả năm mà không đủ tiền để mua mấy bộ đồ luôn đó quý vị làm cực khổ dữ lắm mới mua được mấy bộ đồ rồi có khi là nếu mà ở dưới quê mà mua giải để mà đi mai thì quý vị nghĩ phải chọn giải rồi phải chọn cái thợ mai rồi khi mà bận đồ mà hơi bị nhăn nheo thì cần phải ủi rồi bận đồ dơ phải cần giặt còn quý vị nghe ở thế giới cực lạc mà chúng sanh đang sống mà ngay chỗ cái hưởng thọ này là ngay lời nguyện của đức phật a di đà khi hành Bồ Tát Đạo Ngài phát ra Những lời nguyện cho Cái quốc độ của Ngài chúng sanh Được hưởng nhờ quý vị nghe rất rõ ràng Sau khi Ngài thành Phật Thì chúng sanh trong cõi nước Của Ngài Không cần Đến y phục thì Chúng sanh trong cõi nước của ta khi cần đến y phục thì vừa nghĩ đến liền có ngay đúng như ý muốn vừa nghĩ thì có liền y phục vừa nghĩ thì có liền quý vị chúng ta nghe chỗ này nếu mà mà không đủ thiện căn thì chúng ta nghĩ rằng đây là nói cái gì đâu mà đây là trong kinh phật giải chúng ta mà khi niệm phật mà nghe gì cái người niệm phật là tức khắc họ phát tâm liền họ tin vì nói thế giới cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bàn mà tại sao không tin được cái cuộc sống an lạc muốn là có liền nên mới gọi là tự tải còn cái quốc độ của chúng ta đâu có thể nào mà ước muốn mà được đâu quý vị mà có đi chăng nữa nó cũng không thù thắng nó còn thế giới cực lạc thì đặc biệt tốt và thù thắng muốn y phục là có y phục không bao giờ phải cần đến những việc cắt mai nhộm sữa Nọ mà chúng ta nghe chỗ này thì thấy Cái việc rắc rối ở cõi ta bà chúng ta là quá phiền phức Còn thế giới cực lạc thì quá tự tại rồi Nên người niệm Phật chúng ta nên trí thành chân thật Cố gắng mà niệm con Phật hiệu này Nghe được thế giới cực lạc tốt đẹp như vậy Cõi ta bà chúng ta thì nhiều việc lu bu lộn xộn Vất vả khổ đau quá Mà thọ mạng con người thì ngắn ngủi Bữa nay sống Ngày mai ăn chừng chết Hôm qua những đức thấy có một đứa bé nhỏ mà đi qua bên kia thấy có một đứa bé này nhỏ lắm quý vị. Tự nhiên chờ đang mưa vậy tự nhiên cháu nó chạy ra ngoài cái hồ. Nó chạy ra hồ cái tự nhiên sao nó nó chơi sao không biết rồi xong nó té xuống hồ nó chết trong hồ. Mà gia đình thì không có biết tu hành gì chứ bà rồi mẹ rồi gia đình khóc lóc la lối ôm sùm hết mình nhìn từ chỗ này mình thấy thì vị biết rằng mình là người biết tu ấy vì mình phải bình tĩnh và mình phải làm sao mà giải quyết vấn đề khi mà gặp sự cố trong gia đình mỗi một con người chúng ta đến thế gian này đều không ra khỏi hai chữ nhân quả đâu có những người đến thế gian thì thọ mạng dài Có những người đến thế gian thì thọ mạng ngắn Và có những người thì mới sanh ra Chưa được bao lâu thì chết Có những người thì chết từ trong bụng Có những người thì 90 tuổi chết Đây là cái số mệnh của người ta Đến thế gian là như vậy Nên khi người thân của mình bệnh đau hay là vắng số sớm Chúng ta là người biết niệm Phật phải bình tĩnh Không phải là khóc la kêu gào là giúp họ mà còn làm cho họ đau khổ và hại họ thêm. Nên chúng ta phải bình tĩnh khi gặp những việc này, chúng ta phải thành tâm chúng ta niệm Phật. Vì khi bé nó sống mà nó chết sông chết suối, chết hồ hoặc xe đụng, hoặc là bệnh đau chết yểu, đây là cái nghiệp quả của cháu nó nặng quá. Mình phải thành tâm mình niệm Phật mình giúp cho cháu và trong 49 ngày mình thành tâm niệm Phật hồi hướng cho cháu để mà nguyện cho cháu nó đến một cảnh giới tốt đẹp nhất là thế giới cực lạc đây mới là chỗ giúp người thân còn bây giờ người thân của mình thì chắc chắn là mọi người chúng ta ai cũng thương nhưng mà mình phải dùng cái tình thương làm sao cho hiểu biết có trí tuệ chứ nếu như mà mình khóc lóc mình kêu gào mình la lối kêu chờ kêu đắc vậy thì có giúp cho con cháu mình sống lại đâu mà mình làm cho cái linh thức cháu nó càng đọa lạc khổ đau thêm đây gọi là vô phước cái gì biết không nên chúng ta nghe gì rồi Mình là người niệm Phật quý vị nhớ nghe Chúng ta khi gặp sự cố gì phải bình tĩnh Mình phải giải quyết vấn đề bằng câu ai với Đà Phật Mà chư tổ sư nói rằng câu ai với Đà Phật này Giải quyết tất cả những vấn đề khổ đau cho chúng sanh Nên chúng ta nên dùng câu Phật hiệu này Để mà giúp chúng sanh khổ đau Và phiên chúng sanh niệm Phật để hết khổ nên chiều nào chúng ta cũng học tập Quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc và nhiều khi những đức nói chuyện Những đức thường nói đến cái chuyện chết chóc lắm Nên quý Phật tử khắp nơi nơi Và người trong chùa mà nghe được Giết được cái tâm quý vị nó bình tĩnh lắm Tại vì bị nghe giết nó quen rồi bị nghe nhân quả bị quen rồi Nên con người bị rất bình tĩnh Phải nhớ Bất cứ sự cố gì trong gia đình mình xảy ra Chuyện bệnh, chuyện đau, chuyện chết chóc Hay bất cứ tai nạn gì xảy ra với người thân mình Chúng ta phải hết sức bình tĩnh Để mà niệm Phật giúp cho người ta Chứ không có lăng xăng Rồi mình bỏ câu vật hiệu Mà làm theo cái việc của thế gian không biết tu Vậy thì chúng ta không giúp được người thân nghe quý vị Phải bình tĩnh nghe không Trong gia đình có cha mẹ già yếu Lúc cha mẹ lâm chung Chúng ta dù có một mình ở nhà Cũng phải bình tĩnh Bật chiếc máy niệm Phật lên Hộ niệm cho cha cho mẹ chí thành cung kính chân thật mà niệm phật hộ niệm cho cha cho mẹ của mình cho người thân của mình đây là cái người niệm phật khi đụng cảnh viên bình tĩnh vì biết rằng cái việc sanh tử của mỗi một con người sớm muộn gì ai cũng sẽ đến cái việc này nên chúng ta rất bình tĩnh vì phật đã nhắc nhở rằng con người có sanh thì nhất định là có tử chúng ta phải bình tĩnh để giúp đỡ cho họ thì cái việc học Phật của quý vị người ta sẽ thấy người ta quý và người ta cũng phát tâm người ta niệm Phật tu hành giống chúng ta phải nhớ quý Phật tử khắp nơi phải nhớ phải trí thành và niệm Phật cố gắng niệm Phật khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc ngay quý vị A Di Đà Phật nguyện đem công đức này hướng về không tất cả Đệ để tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh A độ,